Anh cho em hỏi anh tên gì và địa chỉ ở đây là ở đâu ạ? Tôi tên Lê Văn Cường, ở ấp Phú Hữu thị trấn Chà Vàm, Phú Tân, An Giang. Hôm nay anh nhập phân gì về đây sử dụng cho ruộng mình hả? Tôi nhập phân hiệu con lười. Thấy trên báo đài là hay quá, cũng vừa mới sử dụng lần đầu tiên. Anh tìm hiểu lâu chưa anh? Cũng gần đây, mới gần đây mạnh dạn thấy phân hóa học, thấy làm nó không phát triển không. Vụ vừa qua thì mình xài phân hóa học mình cảm thấy lượng sâu bệnh nó có cao không anh? Thấy nó xài phân hóa học thì thấy nó dở một cái là thuốc mò đồ này kia nó nhiều quá. Ra làm chi phí nó không còn thận. Cái năng suất gì? Cái năng suất vụ rồi mình vừa rồi thì làm được cũng 12 bao. Nên lời thì cũng mỏng mảnh. Nên anh Cường quyết định tìm hiểu về phân công nghệ sinh học con lười của công ty cổ phần bông bóng mùa vàng. Nay anh Cường mạnh dạn đem phân về để áp dụng cái vụ tới. Nếu thành công anh Cường sẽ áp dụng cái gì hết diện tích của mình và lan truyền cho mấy anh em sau này để sử dụng. Cái cách thức bón phân xin khuyến cáo của bà con với bà con và anh Cường là cách thức mình bón là mình chia làm 3 cử bón. Lần đầu thì 7 tới 10 ngày mình bón 20 kg, và lần thứ hai là giảm giá xong bà con bón cho 25 kg, và lần thứ ba là bà con đón đồng là 10 kg là xong hết vụ. Em cảm ơn anh Cường nha. Rồi, chúc anh một mùa bội thu.